thắm tươi, hé môi mừng chào đón xuân. Bầy chim tung cánh bay trên muôn cành cùng hát vang, tinh tăng tiếng đàn vang lời ca cùng xuân và về cùng ta hòa vui thắm tươi. Tay cầm tay cầm tay đều múa nhịp theo điệu ca cùng hát khúc ca xuân. Xuân về chim hót ca hoa nở tình thương tha. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay 30 Tết, kính thưa quý vị, 30 Tết Quý Tỵ thì mọi năm thì ban biên tập của đài BWIN TV tập hợp lại để mà ngồi bên cạnh nồi bánh chưng bánh tét và cùng nhau gói bánh chưng bánh tét đón xuân. Năm nay thì chúng tôi có một cái chương trình mới để cùng quý vị tất niên, ngày 30 Tết nó trở thành một cái ngày mà đặc biệt cho mỗi người Việt Nam trong mỗi độ xuân về. Và xuân Quý Tỵ hôm nay chúng tôi BWIN TV cũng tập hợp lại để cùng nhau cùng với quý vị nấu một bữa cơm 30 Tết để tất niên và đón ông bà về để cùng ăn Tết với gia đình. Và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ hội tụ tất cả các anh chị em, nhưng mà hiện bây giờ đó thì một số anh chị em kỹ thuật nhân viên cũng như là sứ ngôn viên vẫn còn đang lo những tin tức để mà gửi đến quý vị những bản tin nóng hổi. Thì bây giờ chúng tôi có cô đọng một số này và tí nữa sẽ nhiều hơn nữa để cùng quý vị tất niên và đón năm mới. Và ngày 30 Tết đó thì kính thưa quý vị, chúng ta thường nói rằng là chúng ta đi xem bói ngày Tết, người ta nói là số cô không giàu thì nghèo, ngày 30 Tết đó thì treo trong nhà, dù nghèo dù giàu gì 30 Tết cũng thịt treo trong nhà. Vì vậy chúng tôi hôm nay ban biên tập sẽ cùng nhau vào bếp để nấu những món ăn truyền thống của người Việt Nam chúng ta trong những dịp xuân về, và mỗi người tự tay nấu, mặc dù không chuyên nghiệp nhưng rất là ngon. Và bởi vì là mỗi người gửi gắm trong mình những cái tâm tình và những cái cảm xúc trong những ngày Tết ở nơi thành phố Houston, và ngay chỗ này đây chúng tôi cảm thấy một không khí Tết đã chuẩn bị thực sự tới, 30 Tết đã đến và đến ngay nhà bếp của quý vị, đến ngay nhà bếp của đài và đến ngay ban biên tập của đài. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bếp. Dạ vâng, kính thưa quý vị đã thấy tất cả nào thịt, nào mứt, nào đủ mọi thứ. Và đặc biệt là hôm nay BWIN TV vào bếp chia ra hai món ăn từ hai miền, từ miền Trung trở ra miền Bắc và từ miền Trung trở vào miền Nam. Những món ăn đặc sản nào mà trong ngày Tết người Việt Nam chúng ta bắt buộc phải có. Thì bây giờ chúng tôi người gần bên cạnh Hưng Yên nhất, có lẽ là bên tay trái là Thanh Thanh. Có lẽ là Hưng Yên biết một chút là Thanh Thanh nấu món ăn từ miền Nam, cho nên mình đi ngược từ miền Nam ra miền Bắc nhé. Và bây giờ Thanh Thanh là chuẩn bị món gì? Vâng, và kính thưa quý vị, là ngày hôm nay thì như anh Hưng Yên đã nói là Tết thì đương nhiên là không thể nào chúng ta thiếu cái món thịt kho dưa giá, đúng không? Thì thịt kho dưa giá ngày hôm nay là Thanh Thanh sẽ làm thịt kho với lại trứng cùng với lại nước dừa. Và dưa giá thì quý vị cũng đã nhìn thấy ở bên đây là màu sắc Thái Sơn làm. Nói chung quá quý vị. Thái Sơn cầm. Là cái món nào mà trước người đó là người đó phải phụ trách, đúng không? Dạ vâng. Cái thao đó là của Thái Sơn đó. Nhưng mà Hưng Yên thấy Thanh Thanh là luộc sẵn rồi, cho nên là ăn gian vài bước phải không? Đúng rồi, kính thưa quý vị, bởi vì khi mà cái thịt này đó thì Thanh Thanh muốn làm cho cái tay rửa chưa? Dạ. Yeah. Cái anh Hưng Yên á, kính thưa quý vị, là trước khi lúc nào mà Thanh Thanh làm gì cũng phải nhớ tới cái bài mà 1 cộng 1 là 2, 2, 2, 4, mà 4 với 1 là 5, 5 cái bài sạch đều đó. Cho nên là lúc nào cũng là tay rất là sạch sẽ. Tuy là không đeo găng tay nhưng mà bảo đảm là nó an toàn xa lộ quý vị. Lý do là Thanh Thanh muốn ướp trước á, là tại vì cái thịt này Thanh Thanh sẽ luộc sơ qua để mà ướp với lại đường và muối mà thôi quý vị. Thanh Thanh nghĩ là cái món này thì đa số hơi nhiều mỡ đó, ai cũng biết. Đây là cái thịt mà Thanh Thanh đã lấy là rất là nạc rồi quý vị, không phải là ba đội. Cái này là thịt cái đùi đó, đùi trước của con heo đó. Thì là cho nên là quý vị cũng nhìn thấy chút xíu, nhưng mà thịt kho trứng mà không có mỡ thì là nó không có ra cái thịt kho trứng. Dạ vâng, nhìn mỡ mà mình chạy nước miếng được. Kính thưa quý vị, thì lát nữa đây đó Thanh Thanh sẽ trình diễn kỹ càng hơn cho quý vị, nhưng mà xin hỏi Thanh Thanh đó là ai là trợ lý cho cái món này? Thì người bên cạnh có phải người bên cạnh bên trái của Thanh Thanh. Dạ, xin ra mắt. Dạ vâng, thì trước khi qua món khác đó thì quý vị chắc biết rằng là món thịt kho trứng là món đặc thù của người miền Nam. Khi mà Hưng Yên thấy là phải có nước dừa vào nữa, nhưng mà thấy có mấy chai nước dừa đây là đúng rồi, nhưng không có sợ sót. Lý do mà quý vị nhìn thấy lon nước dừa mà không phải là trái nước dừa tươi đó, bởi vì mình Thanh Thanh muốn là cái đêm 30 Tết là nó phải cái gì phải cho nó chắc cú mà suôn sẻ cho cái năm sau. Thì thay vì mình mua những cái trái dừa mà dừa tươi đó, có nhiều khi nó không có ngọt,
thì nó làm hư đi cái nồi kho của mình. À, cũng giống như là nhiều khi cái nước dừa nó xong thăm nó cũng hơi chua chua nữa. Dạ vâng. Thì nó không có đúng. Tí nữa quý vị sẽ có thể nghe chi tiết hơn cho Thanh Thanh nói. Bây giờ đó, còn trước khi mà anh Hưng Yên qua thì Thanh Thanh, như quý vị biết là anh Hưng Yên hay đố quý vị cái này cái kia, thì giờ Thanh Thanh hỏi anh Hưng Yên tại sao Thanh Thanh phải luộc 12 cái trứng mà không phải là 8, 8 là phát, là phát tài. Số may mắn. Trứng thì là đen đỏ là trứng đúc đó, thì tại sao 12 trứng? À, nếu mà nó may mắn là phải là con số 11, sinh lão bệnh tử sinh. Tính theo đó 11. Nhưng mà Thanh Thanh chọn 12 đó là bởi vì một lý do đơn giản, Hưng Yên đoán được đó là năm 2012 đã qua đi rồi. Chúng ta đón năm 2013 thì có nên chọn 12 để cho kết thúc, ăn hết 12 để qua 13. Đúng rồi, cái đó là một cái lý do. Cái lý do thứ hai là những cái trứng này rất là trơn tru mịn màng. Thì như là cái 12 tháng vừa qua là đã là rất là suôn sẻ đối với quý vị rồi. Đồng thời là cái 12 này là nói về 12 tháng của cái tháng 12 tháng năm 2013 luôn. Dạ, coi như là 12 tháng năm 2012. Nhưng mà có ai để ý là thường là mình mua trứng, người ta nói mua chục trứng mà ra 12 trái không à? Đúng không? Kính thưa quý vị, đó là món đặc thù miền Nam, thịt kho trứng đặc thù miền Nam. Chúng tôi thấy còn có một mấy cái hộp mứt này nữa, thì nghe nói Thanh Thanh cũng làm mứt mà không thấy chưa giới thiệu món mứt phải làm. Dạ vâng, cái món mứt đó thì Thanh Thanh bị yêu cầu. Bởi vì là như các anh quý vị cũng đã biết là các anh chị em trong BWN lúc nào cũng gửi đến quý vị những bản tin rất là hot, rất là nóng của Việt Nam. Thì những cái mứt mà như mình hay thấy là họ bỏ những cái hóa chất vào đó, thì cho nên là ngày hôm nay thì Thanh Thanh cũng sẽ gửi đến quý vị cái món mứt dừa. Dạ vâng. Cảm ơn Thanh Thanh, tí nữa Thanh Thanh sẽ trình diễn. Nhưng mà từ miền Nam chúng tôi bay cái dèo ra Hà Nội, miền Bắc. Dạ vâng, đang không cần bay mà chỉ chồm qua chút xíu là tới rồi. Chúng tôi thấy là có một rổ rau cải chua và hành, và thêm một ít thịt, rồi là một cái nồi. Thì không biết chị, nghe nói là chị Chi sẽ là nấu một món ăn, nhưng mà Hưng Yên biết chị Chi là vấn đề y tế, chắc có lẽ là phải chú trọng vấn đề sức khỏe lắm, mà hôm nay hình như thịt thì không có tí mỡ nào hèn gì. Chị nấu món gì vậy chị Chi? Chị Thủy thì đại diện cho nhóm y tế. Nhưng mà y tế rồi hôm nay á, mình thì thường mình sống ở trên Sài Gòn, nhưng mà bị Chi phân công là làm cái món của người Bắc. Mà chị Thủy thì quý vị biết là có bốn đứa con, cho nên là chọn món nào dễ nhất mà tiện nhất mà nhanh nhất, vừa dễ vừa nhanh vừa gọn mà vừa healthy nữa. Cho nên là chị Thủy chọn món thịt nấu đông với lại dưa cải chua. Nhưng mà món của chị Thủy thì chắc chắn là quý vị mà theo cái recipe của chị Thủy thì bảo đảm là ăn rất là healthy. Cho nên là tí nữa quý vị nhìn coi là chị Thủy nấu khác với quý vị như thế nào. Chứ mà quý vị tí chị Thủy sẽ chỉ. Thì bây giờ cái món này ở bên đây là dưa cải chua, thì chị Thủy cũng sẽ muối rất là khác với lại gọi là cổ truyền mình muối như thế nào. Và món thịt nấu đông thì cũng sẽ rất là khác. Tí nữa bên làm vừa đúng rồi. Bây giờ nó hấp dẫn phải không? Bây giờ mình nói tổng quát cái món thôi và ý nghĩa cái món ăn thôi. Nhưng mà để giờ nói nghe, có câu là chị mới có bốn đứa con. Giờ là làm sao biết đâu chị mới năm đứa con. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, chị Chi Thủy thì nấu món ăn là thịt đông, mà món ăn không thể thiếu của người miền Bắc khi ăn với bánh chưng với là dưa cải chua, muối dưa hành đó, rất là đặc thù miền Bắc. Nhưng mà kế đến chúng tôi thấy bác sĩ Vũ Thu Giang, quý vị nghe đau nhức gân, rồi là xương, rồi là cái gì dây chằng này kia. Thì chúng tôi thấy trước mặt của bác sĩ Giang này có cái cũng gân thật, cũng giòn, cũng gân, cũng là tai với là toàn gân cứng không. Thì hôm nay bác sĩ Giang có vận dụng chuyên môn vào trong món ăn không ạ? Cũng có, để làm cái món này cũng phải khỏe mạnh. Giang làm cái món gọi là giò thủ. Giò thủ là món của người Bắc. Thì cái này là tại vì Giang là gốc Bắc, bố mẹ người Bắc, cho nên làm cái món này thì cần có tai, lưỡi với lại thịt. Đáng lý là cái mũi heo, nhưng mà tại vì Giang thấy mũi heo nó cũng hơi hôi. Nó không có được healthy cho lắm, cho nên là thay qua là làm thịt cái lấy cái chân giò hơn là cái mũi heo. Thì có cái mấy cái này với lưỡi. Dạ, thì vâng. Để chung với lại mình sẽ có thêm những cái gia vị xung quanh nữa, nhưng mà chút nữa vô cái món ăn mình sẽ giới thiệu. Dạ vâng, nhưng mà xin hỏi nó tựa đề chưa? Món giò thủ. Giò thủ. Dạ vâng. Nhưng mà chị thì còn thiếu sót nữa là phải mình phải giới thiệu người trợ lý người giúp mình. Đúng rồi. Nhưng mà cũng hơi sợ, tại vì cái món nấu tay, thí dụ như là bác sĩ nấu mà thiếu lỗ tay, lúc đó người trợ lý.
theo đề nghị theo đề nghị của chị Nhi là giới thiệu người trợ lý là người, người tên gì là anh có đem theo người trợ lý thì anh sẽ phụ Giang, là anh là chồng của Giang và sẽ phụ Giang cái món giò thủ này, nhưng mà không biết là có biết làm hay không. Không biết ở nhà có phụ không? Không. Dạ vâng. Còn chị Thủy thì đây là giới thiệu với quý vị, đây là anh Huy, rồi bà xã của anh Huy là chị Liễu. Bình thường thì anh Huy với chị Liễu là quý vị ít có thấy lên đài, nhưng mà cũng đóng góp rất là một phần rất là lớn là ban biên tập news này nọ là phía sau như ít lên đài, nhưng mà đó là quý vị hôm nay sẽ làm trợ lý chị Thủy rất là hân hạnh. Nhưng mà trong ngày hôm nay đó thì anh Huy với chị Liễu là còn có dự trang hoàng hai cây mai rất là đẹp, uy tín nữa quý vị sẽ thấy. Và ngay hôm nay thì anh Huy chị Liễu còn đã chuẩn bị một món chè chuối phải không ạ? Dạ vâng, à, tí nữa quý vị sẽ thấy. Bây giờ chúng tôi bay ra Hà Nội rồi, thì bây giờ chúng tôi phải bay vô lại miền Nam trở lại. Vì chúng tôi thấy đằng kia đó là có một số vật dụng, bây giờ đi từ bên phải của Hưng Yên trở lại đi ha.